cô ăn món khác đi, để cái món đấy cho thằng Phúc nó ăn. Bà ấy, đi gọt hoa quả đi. Ở trên ghế kia có cái áo lông của tôi đấy, mang mà đi giặt đi nhá. Và nhớ phải giặt bằng tay đấy, giặt máy là hỏng hết đôi áo của tôi đấy. Dạ vâng, để con ăn xong thì con làm ạ. À mà mẹ ơi, con đang bầu như thế này, ngồi giặt bất tiện lắm mẹ ạ. Chỉ là bầu thôi mà, chứ có phải ốm sắp đâu mà không ngồi được. Mà cô giỏi lắm ấy, bây giờ còn cả biết cãi lại cả tôi nữa rồi đấy. À mà cô thích ăn cái gì? Đây, ăn cái này này, nước mắm này cũng nhiều đạm đấy, đủ chất, ăn đi. Không ăn thì dẹp đi. Không nghe mẹ tôi bảo gì à? Tôi nhịn cô từ nãy giờ đủ lắm rồi nhá. Mẹ nói thì đi làm đi. Vâng, thế em đi làm luôn đấy ạ. À, mà anh ơi, mấy hôm nữa anh đưa em ít tiền nhá. Hôm qua em đi khám, bác sĩ bảo là con bị thiếu chất đấy. Bồi bổ cái gì? Tiền con trai tôi đi làm ấy, cực khổ lắm mới kiếm được tiền. Không phải để con gà mái không biết đẻ như cô tiêu nhá. Này, cô thấy tôi đi làm chưa đủ vất vả à? Thuốc thang là gì cho tốn kém ra? Không phải vì tôi tiếc gì cô đâu, nhưng nếu cô mang bầu con trai ấy thì mới cần phải bồi bổ. Chứ con gái thì bồi bổ làm gì, cho nó phí ra. Số con đúng là khổ, lấy về con vợ tiêu hoang, không bao giờ tiếc cho chồng cả. Đấy, con thấy chưa? Sáng mắt ra chưa? Bây giờ có tiền ấy, đừng có đưa cho nó, đưa cho mẹ giữ cho. Không đến lúc ấy, sạt nghiệp lúc nào không biết đấy con ạ. Thôi, ăn đi. Con chào mẹ ạ. Mau đi xuống bếp, nấu cơm nấu nước đi. Đừng có giả vờ mệt mà lừa việc nữa. Con bầu tháng thứ 9 rồi, sắp sinh rồi, không mệt làm sao được hả mẹ? Với cả việc trong nhà, con đã để mẹ động tay vào việc gì đâu ạ? Cái con này dám ăn nói với mẹ chồng như thế à? Ý cô là sao? Ý cô là tôi lười nhác đấy hả? Con có nói thế đâu hả mẹ? Bây giờ ấy, lại còn hỗn hào cả với mẹ chồng cơ hả? Thế bố mẹ cô ấy không biết dạy dỗ cô à? Thôi không nói nhiều nữa, đi xuống bếp nấu cơm nấu nước đi. Nhà chuẩn bị có khách đấy. Ôi, Kiều Anh đấy à? Ngồi trước đây cháu. Lâu lắm không gặp cháu rồi. Ôi dồi ôi, cô xin nhá. Gớp đến chơi với cô là quý hóa lắm rồi, lại còn bày đặt quà cáp làm cái gì nữa chứ. Kìa mẹ, tấm lòng của Kiều Anh mà, mẹ cứ nhận đi ạ. Cứ hương đâu rồi, cơm nước nhanh lên nhá, khách đến rồi đấy. Nếu mà ngày xưa ấy, cháu mà không đi du học ấy, thì cái Hương này làm gì có cửa vào đây mà làm con dâu nhà bác chứ. Bác cứ nói thế, chị Hương cũng giỏi mà. Cô mà giỏi tiêu tiền hoang phí thì có ấy. Bác ấy với thằng Phúc ấy cũng chẳng ưa gì nó. Bây giờ cháu về đây rồi thì bác phiền cháu chăm sóc cho thằng Phúc nhà bác nhá. Rồi cháu xem thế nào, sinh cho nó một thằng con trai. Thế còn chị Hương thì sao ạ? Cái con này ấy mà, cái loại đàn bà không biết đẻ, mang thai con gái thì tính làm gì, không thèm để ý đến cái loại đấy. Bác ấy chỉ muốn Kiều Anh sinh cháu trai cho bác thôi. Mẹ ơi, có kết quả xét nghiệm rồi, là con trai mẹ ạ. Ôi dồi ôi, đúng là con trai rồi. Ôi dồi ôi, Kiều Anh giỏi quá. Mẹ, anh Phúc, hai người đang nói cái gì đấy? Chưa nghe thấy gì à? Kiều Anh có thai rồi, là con trai, con của tôi đấy. Sau lưng tôi, anh làm cái trò mèo mả gà đồng như thế này à? Này, ai cho phép cô nói với con trai tôi như thế đấy hả? Mau đi xuống bếp, nấu cái gì ngon ngon cho Kiều Anh ăn đi. Ăn nhiều vào nhá. Em xin. Thì mới tốt cho con trai của chúng ta. Ăn đi. À đây, này, rau này, đấy, ăn đi em. Ngon không? À đây. Ngon mẹ. Trứng này, trứng này. Này, ai cho cô ngồi mà định ngồi đấy hả? Đi vào trong kia, gọt đĩa hoa quả đi, để tiện thể lấy luôn cho Kiều Anh cốc nước ra đây. Mẹ, nhưng mà con đã ăn cái gì đâu ạ?
chị bầu con gái thì cần gì phải ăn đâu. Thế chắc là lúc bầu cô, mẹ cô cũng chẳng ăn gì cả, nên mới đẻ ra cái loại người khuyết tật về nhân cách như cô đúng không? Cô! Cô dám ăn nói như thế à? Kiều Anh, đau bụng quá. Kiều Anh, con làm sao đấy? Con đau bụng quá. Em có làm sao không, Kiều Anh? Này, cô bỏ gì vào cơ, hả? Anh bị nặng đấy à? Tôi mà người như thế, để tôi đi tù à, hả? Cô dám ăn nói như thế với tôi à? Này, sao lại nói thế này chứ? Này, này. Ôi, đưa nó đi bệnh viện. Chứ nó mà có bệnh hệ gì thì cả nút bây giờ, nhanh lên. Ôi trời ơi, cháu yêu của bà. Về rồi đấy à? Đi nấu cơm cho Kiều Anh ăn đi. Ly hôn đi. Cái gì cơ? Cô đùa tôi đấy à? Anh không có tư cách làm chồng của tôi, làm bố của con tôi. Tôi đi sinh, anh không đến. Tôi ôm con về nhà, anh không thèm nhìn nó lấy một cái. Anh còn công khai ngoại. Thế thì sống với nhau kiểu gì? Nhưng mà đâu thể nói ly hôn là ly hôn ngay được. Này anh Phúc, cô ta muốn ly hôn ấy thì anh đuổi cô ta đi đi. Anh níu kéo cái gì đấy? Đúng rồi đấy, con còn tiếc rẻ làm gì, con níu kéo làm gì, ly hôn đi. Đấy, mày thấy chưa? Rõ ràng anh cũng còn vương với con Hương mà. Dù sao thì cũng từng là vợ chồng. Thế thì anh đi theo nó luôn đi. Và anh sẽ không được gặp con anh nữa đâu. Thôi con bình tĩnh. Dù sao ấy, nó cũng là cháu đích tôn của cả một dòng họ. Thế thì mẹ lo mà khuyên anh Phúc đi. Phúc, mau mà động viên Kiều Anh đi. Nhanh lên. Anh xin lỗi, là anh sai. Tại vì anh xót con bé quá. Nó cũng là con của anh mà. Con cái gì mà con? Ngoài con của tôi ra, anh không có bất cứ đứa con nào khác, nhớ chưa? Anh biết rồi, anh nhớ rồi. Là anh sai, được chưa? Thế còn được. Mẹ, con muốn ăn canh cá, mẹ vào bếp nấu cho con đi. Với cả quần áo con mới mua, phải giặt bằng tay, mẹ giặt cho con đi nhá. Thế bây giờ con lại sai cả mẹ cơ à? Con phải vác cháu của mẹ vào trong bếp, nóng nực, khó chịu như thế. Thì chắc là mẹ vừa làm được mọi thôi được rồi. Để mẹ đi. Này Kiều Anh, sao em không phụ mẹ đi? Để mẹ làm một mình như thế à? Ồ, hôm nay anh cũng mạnh miệng ý nhỉ? Còn dám sai vặt tôi cả. Có tin ấy là tôi không đẻ được không? Này, em quá đáng rồi đấy nhá. Quá đáng à? Thế chia tay đi. Tôi ôm con tôi đi, thế thôi. Em... Con ăn đi. Hương, em đến rồi đấy à? Anh mà cũng có ngày khùng núm như thế này à? Nhưng mà tiếc là ấy, anh có khùng núm hơn nữa thì cũng chẳng có đứa cháu đích tôn nào đâu. Con nói hàm hồ cái gì đấy? Đây, đây là ảnh gần đây Kiều Anh và nhân của cô ta. Cái thai này là giả đấy. Chuyện này là sao? Cô dám lừa tôi à? Khốn! Anh thì tốt cái đếch gì? Anh cũng ngoại mà. Anh bỏ vợ bỏ con đi theo mà. Anh có tư cách gì tôi? Cô! Ôi giời ơi! Đúng là nghiệp chướng. Nghiệp chướng mà. Mày cút ra khỏi nhà tao mau. Cút! Khỏi cần đuổi, tôi tự đi được. Báu bở lắm đấy. Hương ơi,
Anh xin lỗi, nhưng mà em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh biết là... Anh đừng có mà mơ. Con gái của tôi ấy không có cái loại bố và bà như hai mẹ con nhà anh đâu. Ok. Hương, Hương ơi, Hương, Hương.